Nick số 3, vòng 10 khối lớp 7, kỳ thi cấp trường. Trước tiên các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy đi ha. Các em vào trang web Bùi Nguyên Luận WordPress.com. Các em nhớ đăng ký kênh phụ của thầy để lỡ cái kênh chính này nó bị mất liên lạc cái là các em không biết tìm thầy ở chỗ nào nữa ha. Các em vô đây. Đây kênh phụ của thầy đây. Các em vô đây. Vô trang wordpress.com ha, nó nằm ngay đầu tiên luôn, kênh dự phòng. Rồi các em đăng ký sẵn luôn đi ha. Nhấp đăng ký sẵn luôn. Đó. Chứ không thôi là kênh chính là nó trục trặc là các em không thể tìm thầy được và các em sẽ không được học với thầy nữa đâu ha. Rồi, ta làm bài thi. Ta làm bài thi số 1 nha. Thầy đã giải cho em hai nick rồi. Giờ nick thứ 3 ha. Nick này thầy sẽ làm nhanh hơn một chút. Bài nào thầy thấy cần thiết thì thầy dừng lại thầy sửa ha. Cái này là trừ 2 mũ 3 là thành trừ 8. Số lớn nhất thì các em sắp xỉ ra thôi. Đầu tiên các em lấy 7 chia 3 đi. Thì sắp xỉ ra là 2,33333. Thì nó thua 2,34. Cái này thua 2,35. Nó thua 2,356. Con này thì nhỏ nhất rồi. Đây 2,356. Số lớn nhất kìa. Giờ 2,356 là số nào? Nghi số nào? Thầy nghi số này. Các em chia thử coi. 5,89. Mà đem chia cho 2,5. Đúng luôn, 2,356 luôn. Câu hỏi số 4. Làm tròn đến số phân thứ 2 là 12,25. Làm tròn tới số phân thứ 2, 12,25 lên đây. Câu hỏi số 5, giá trị nhỏ nhất là bằng 11 ha. Câu số 6, giá trị lớn nhất là bằng 3. Ở nick số 2 thầy giảng kỹ rồi. Số đo góc tam giác đều là 60. Nick số 2 thầy giảng kỹ rồi. Cái này ráp số trừ 9 vô đây thì thành trừ 4/3. Trừ 4/3 thì bằng trừ 1,3 chu kỳ. Câu hỏi số 1. Cái này các em lười thì bấm máy luôn ha. 3/4 nhân cho 12/5. Hai dấu trừ nhân nhau hết rồi. 7/9. 7/5 kia. Tức là 1,4. Câu hỏi số 9. Thế này sẽ là một số tự nhiên. Số tự nhiên thì không thể là phân số này rồi, chọn này ha. Nhanh gọn cho rồi. Này thì bấm máy là nhanh nhất. 3/4 trừ cho 5/6 bằng bình phương lên. Rồi lấy -12 chia cho kết quả đó. -1728. Tính góc C, góc C sẽ bằng góc K và bằng 35. Này ở nick 2 giảng rồi ha. Cái này ở nick 2 thì giải rồi các em nhé. 3x trừ 4 nó sẽ bằng 1/3. Rồi ta dùng chức năng tìm x trong khóa học V71. Các em sẽ giải ra là x bằng 13/9. Ngập câu lại lạ đi chứ câu mấy câu này dễ quá. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số nào? Hình như là số này nè. Vô hạn tuần hoàn 7/20 thử coi. Hữu hạn rồi bỏ. 5/11 thử coi. Vô hạn 13/22. Vô hạn 1/60. Vô hạn. Đây cái này các em. Rồi tao vẽ hình. Này gặp câu lạ này, thầy thích gặp câu khó, câu lạ như thế này thôi. Thì có điều kiện giảng cho các em.
chứ gặp câu dễ không nó vô ích, phí công thầy, phí công các em coi ha. Rồi suy nghĩ vẽ hình xíu nha, thôi khỏi cần vẽ hình, các em vẽ hình mà nháp là đủ rồi. Sau khi các em vẽ hình, các em sẽ thấy góc A ED là góc trong cùng phía với lại góc BAC, như vậy nó sẽ bù nhau. Mà góc BAC thì bằng 64 độ, như vậy góc đó sẽ bằng 116 độ. Em vẽ hình ra các em sẽ thấy tam giác ABC góc A 64 độ. Cái giả thiết tia phân giác là giả thiết chả giúp gì mình cả nha. Từ D kẻ tia DX song song với AB thì góc AED nó sẽ là góc trong cùng phía với góc 64 độ, vậy nó bằng 116 độ. Những bài nào thực sự khó thì thầy mới giải kỹ cái nhé. Bài này thầy giải ở nick số 2 rồi và giảng rất kỹ, các em trở lại nick số 2 coi. Rồi bài này thầy giải ở nick số 2 rất kỹ, 130 độ. Có hình vẽ rồi hẳn hoi, các em trở lại nick số 2 em xem. Rồi số tiền mua 38 mét vải loại 1, cái này thầy giải ở nick 1 rồi mà hình như là tạm gỡ rồi. YouTube nó tạm gỡ bởi vì có người xấu họ vu khống thầy ha. Nhưng mà rồi sau khi xác minh rồi người ta sẽ trả lại cho thầy thôi, và cái kênh của người vu khống thầy sẽ bị xóa ha. Giờ thầy giảng lại cái bài này cho các em hiểu. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch không? Hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Đại lượng thứ nhất đó là giá vải. Giá vải là bên này là 95 đồng. Thầy gọi là 95 đồng đi. Vải loại 2 đó. Còn vải loại 1 là 100 đồng. Hiểu đơn giản qua đi. Chính xác là 100 phần. Cùng một số tiền thì nếu mua vải 100 đồng thì mua vải giá cao thì mua được ít vải hơn, còn mua vải giá rẻ thì mua được nhiều vải hơn, nó ngược nhau. Vậy đó là tỷ lệ nghịch các em nhé. Vậy cùng một số tiền mà mua vải loại 1 tức là vải 100 đồng á, vải 100 đồng á thì mua được 38 mét. Như vậy đối với cái vải 95 đồng thì mua được A mét. Đây là bài toán tỷ lệ nghịch mà trong khoa học V72 thì thầy dạy rất kỹ. Đối với cái bảng tỷ lệ nghịch đó thì tích của hai dòng nó sẽ bằng nhau. Như vậy là 100 nhân 38 sẽ bằng 95 nhân A. Từ đây các em tìm ra A thôi. A là bằng 100 nhân 38 mà chia cho 95. 40. Vậy là A bằng 40 mét ha. Ta sẽ mua được 40 mét vải. Tiếp tục, giá trị ích thỏa mãn này các em có thể dùng chức năng tìm ích mà thầy đã dạy trong khóa học V71 là các em làm nhanh lắm. 2x cộng 1 cộng cho x cộng 8 bằng 4x. Rồi giải đợi xíu, x bằng 9 kìa. Thử lại, 9 2 18, 1 là 19. 19 với lại 17 là bằng 36, 94, 36, hai bên bằng nhau đúng luôn. Tiết kiệm thời gian nhanh chóng ha. Rồi, các em dành thời gian vẽ hình thử coi. Vẽ hình thử nha. Thầy vẽ nhanh hình như sau. Tám mươi bốn độ A B C. Bây giờ các em để ý góc A mà bằng 84 độ thì hai góc bên dưới là bằng nhiêu? 180 trừ 84 rồi chia đôi, vậy mỗi góc ở dưới bằng 48 độ. Vậy chỗ này sẽ bằng 48 độ này. Hai cái góc ở đáy của tam giác cân nó phải bằng nhau các em nhé. Bên này bao nhiêu, bên kia bấy nhiêu.
Trung điểm, trung điểm AB, trung điểm AC, kem nối lại. Đây là E ha. E trung điểm AB, còn F là trung điểm của AC. Người ta cho góc ABF, ABF là bằng 30. ABF là góc này. Như vậy là đây là 30. Đây 30 các em. Đây 30 thì cái góc bên dưới, cái góc bên dưới sẽ là 18. Vậy thôi. Giờ người ta bắt tính góc BCE. Vậy góc BCE cũng là bằng 18 các em. Hai bên cân xứng. Tam giác cân thì nó cân xứng hai bên thôi. Vậy bằng 18 thôi. Mình tự chứng minh hai giác bằng nhau thôi. Bài thi số 3. Con rắn. Vẽ hình nhanh. Cho em vẽ hình nhanh. Bài này cái hình nó giống giống như cái bài vừa rồi luôn kìa. Thầy đổi này thôi. Đổi điểm Y với điểm K thôi. BA là Y. Là K. Tam giác cân tại B. Là B này. Đây là A ha. Góc BCA 45. Xin lỗi 55 nhé. BCA 55 á thì cái góc bên cạnh này cũng bằng 55 này. Còn góc KIA là góc trong cùng phía với lại góc 55 này. KIA là trong cùng phía mà các em tự chứng minh được hai cái này song song nha. Tự chứng minh đi. Đó, sau này thầy mở những khóa học thêm rồi các em sẽ luyện suy luận toán học kỹ hơn. Vậy chỗ này là bằng 180 trừ 55. Là bằng 125 ha. Con heo. Toàn hình không à. Giờ lại vẽ hình thôi. Cái hình nó cũng giống như nãy kia. Hình giống cái hình ban đầu á. Ồ. Rồi thầy vẽ lại cái hình ha. Lười quá. Đây là A nè. Đây là B. C. Còn trung điểm của AB là E. Bên này là F. Rồi, theo đề thì người ta cho góc A bằng 80 độ ha. A bằng 80 độ. Còn góc BCE. BCE là góc bên dưới này nè. Đây các em, bên dưới này. 25. Giờ người ta bắt tính góc AFB, tính góc này kìa. Thầy tô cái góc đó lên cho các em dễ thấy ha. Đó, góc này nè. Bây giờ các em sẽ tính được cái góc, nếu góc BCE bằng 25 á thì các em cũng dễ dàng chứng minh được cái góc bên này cũng bằng 25. Hai tam giác bằng nhau thôi. Rồi các em nhìn cái góc, ta cần tính là góc AFB, nó là góc ngoài của tam giác FBC. Góc ngoài của tam giác FBC thì bằng 25 cộng cho cái góc C to này. Mà cái góc C to này thì các em lấy 180 độ trừ 80 trên này chia đôi thôi ha. Góc C sẽ là bằng 180 trừ 80 là ra 100, là ra tổng hai góc dưới đó, chia đôi là ra góc C to. Vậy góc C to là 50 nhé. 180 trừ 80 là còn 100, chia đôi là 50. Góc ngoài thì bằng tổng hai góc trong kề với nó, tức là 25 cộng 50 là bằng 75.
các em hiểu không kịp thì các em tua lại, các em ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng, các em sẽ hiểu thôi. Con khỉ, cái này bấm máy thôi các em, bấm máy cho nó lẹ. 0,2 chu kỳ 6 mũ 3 nhân cho mũ trừ 3. Mũ trừ 3 là nghịch đảo. Ở trong khóa học V72 thầy giảng rất kỹ về lĩ thừa với số mũ âm các em nhé. Các em đăng ký ngay khóa học đó để hiểu hơn, còn giờ ở đây không có thời gian đâu. Như vậy nó sẽ bằng 3/2 mũ 3 rồi nhân cho 0,8 mũ 2 rồi nhân cho 2/5 mũ trừ 4, tức là 5/2 mũ 4. Đăng ký ngay khóa học V72 để hiểu, để hiểu về các cái lĩ thừa âm các em nhé. Muốn đăng ký thì cũng dễ thôi, các em vô trang web của thầy Bùi Hương Luận wordpress.com rồi các em nhấp vào khai giảng các khóa luyện thi online nè đó, rồi các em chọn các khóa học dưới đây ha. Hiện tại là khóa V92 là thầy đang làm chưa xong, còn mấy khóa kia là thầy xong hết rồi và rất nhiều học sinh sinh trên toàn quốc đã đăng ký rồi các em nhé. Rồi 1,6 con chó. Cái bài này thầy đã giảng rất kỹ ở nick số 2 nhưng mà thầy quên đáp án rồi, các em dở lại nick số 2 các em coi, thầy làm nhanh ngoài nháp để làm lại. Vậy là bằng 6 xa bằng 1,2 chu kỳ 8 nhân cho 2,25 rồi chia 6. 2 đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau, 2x nhân 3y sẽ bằng 6 nhân xa, mà xa là bằng nhiêu, xa là 1,2 chu kỳ 8 nhân cho 2,25 rồi nhân cho 6 nữa, 87/5 nha, toàn bài làm rồi không ạ. Con chuột, một tam giác mà có đường cao cũng là đường trung tuyến thì nó sẽ thành tam giác cân các em nhé, sau này các em sẽ học. Một tam giác có đường cao cũng là đường trung tuyến, đường cao là đường vuông góc với lại cạnh đối diện này. Còn đường trung tuyến là đi qua trung điểm cạnh đối diện, mà khi hai đường đó nhập lại là một á, thì tam giác đó thành tam giác cân ha. Điểm này là điểm M, AM vừa là đường cao vừa là trung tuyến, rồi lúc đó góc BAC, muốn tính góc BAC á, thì các em lấy góc ABM là 36, bên này cũng 36. 36 36 là 72 rồi, 180 trừ cho 72 là bằng 108 ha. 108. Con mèo. Đây là bài toán tỷ lệ. Đầu tiên mình xác định tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đã nghe. Thì nguyên cái khóa học V72 thầy đã giới thiệu rất kỹ về tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Thể tích thì sẽ tỷ lệ với khối lượng, thể tích càng lớn thì càng nặng đúng không? Giờ thể tích thì nó có 13 cm, thì nặng không biết bao nhiêu, thầy gọi là A đi, nặng là A đi. Còn thể tích bằng 21 thì nặng không biết bao nhiêu, thầy gọi là B đi. Thì theo đề á, theo đề thì các em sẽ có là hai thanh có khối lượng hơn kém nhau. Như vậy là thanh lớn sẽ hơn thanh nhỏ là 99,2. Và đối với toán tỷ lệ thuận, đây là cái bài toán tỷ lệ thuận thì lấy dòng trên chia dòng dưới nó sẽ không thay đổi. Hay là lấy dòng dưới chia dòng trên cũng thay đổi kìa. Vậy là mình có A trên 13 sẽ bằng B trên 21. Rồi mình dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau nè, B trừ A ở dưới bắt trước là 21 trừ 13, như vậy nó sẽ bằng 99,2 trên 21 trừ 3 là bằng 8 ha. 99,2 chia 8 thì được 12,4.
khối lượng của thanh nhỏ là cái thanh mà 13. Vậy A phần 13 là bằng 12,4. Vậy A sẽ bằng 13 nhân cho 12,4. 13 nhân 12,4 là 161,2. Ồ. A bằng 161,2. Con này. Rồi. Một ô tô chạy từ A đến B vận tốc. Vận tốc chừng đó hết chừng đó giờ, như vậy tính được quãng đường các em. Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. 4 giờ 20 phút. 4 giờ 20 phút là bằng 13/3 giờ. Lấy 45 nhân cho 13/3 giờ. Vậy quãng đường sẽ bằng 45 nhân 13/3. Là bằng 195 nha. Quãng đường là 195 km. Như vậy nếu đi với vận tốc 75 thì lúc đó thời gian sẽ là 195 mà chia cho 75 thôi. 195 chia 75 là được 2,6 giờ các em nhé. 2,6 giờ. Đề vòng này hình như mình gặp toàn mấy câu dễ rồi. Con này. Bài này thầy giảng kỹ một chút đi. Cái nít trước thầy giảng không kỹ. X y z. X tỷ lệ nghịch với y. Như vậy là x nhân y sẽ bằng tỷ hệ số tỷ lệ là 1/2. Mà y tỷ lệ thuận với z. Như vậy y sẽ bằng trừ 2z. Rồi từ đây các em suy ra x nhân cho y là đổi trừ 2z nè. Đó. X nhân trừ 2z sẽ bằng 1/2. Thì theo công thức là x nhân y 1/2 mà y thầy hóa thành trừ 2z nè. Thì công thức ban đầu nãy đổi thành công thức mới là công thức này thôi. Và từ đây mình suy ra là x nhân z sẽ bằng 1/2 chia cho trừ 2, tức là bằng trừ 1/4. Rồi x nhân z bằng trừ 1/4, có nghĩa là x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số là trừ 1/4. Bài này thầy giảng kỹ ở nick số 2 rồi, nhưng mà thầy không nhớ đáp án đâu. Bây giờ thầy làm lại. 35 người 16 ngày 864, 20 người 14 ngày bao nhiêu? Không. 35 nhân cho 16 là được 560 công. 864 chia cho kết quả đó là được 54/35. Rồi lấy cái này nhân cho 20 nhân 14, 432. Các em trở lại nít số 2 thì coi nha. Con này thầy nhớ lại đáp án thôi. Ồ, bài này nhìn có vẻ khủng hoảng à. Đừng lo, nó hù mình kìa. Nó hù mình á. Không có sao đâu. 8 mũ y tức là 2 mũ 3. Tất cả mũ y 2 mũ x cộng 8. Ba mũ x bằng 9, tức là 3 bình. Rồi. 3 mũ x bằng 9 mũ y trừ 1, tức là 3 mũ 2. Tất cả mũ y trừ 1. Như vậy các em sẽ có là 3 mũ x là bằng 3 mũ 2 y trừ 1. Trên này là 2 mũ 3 y sẽ bằng 2 mũ x cộng 8. Không. Thì từ đây các em suy ra là 3 y nè bằng x cộng 8. Bài dưới này là gì? X sẽ bằng 2 nhân cho y trừ 1.
2 mũ 3 y là 3 y bằng x cộng 8. Rồi 3 mũ x, x sẽ bằng 2 nhân y trừ 1. Đó, có hai công thức rồi đó các em. Rồi công thức trên là thầy sẽ suy ra là x sẽ bằng 3 y trừ 8, còn ở dưới là x bằng 2 y trừ 1, đúng không? Rồi giờ thầy bắt cầu, thầy bắt cầu thì thầy suy ra là cái này bằng x nè, cái này cũng bằng x nè, vậy hai cái này bằng nhau à. Rồi các em dùng chức năng tìm y mà thầy đã dạy trong khóa học về về 71, tìm coi 3 y trừ 8, 3 y trừ 8 2 mở ngoặc y trừ 1. Y bằng 6 kìa. Y bằng 6 thì tiếp tục các em suy ra x sẽ bằng 3 nhân 6 18 trừ 8 là 10 à, 10. Thế là cũng được nè. Y bằng 6 trừ 1 là 5, 5 nhân 2 là 10. X bằng 10, y bằng 6 thì x và y có tổng bằng 16. Rồi các em đăng ký ngay khóa học. Các em đăng ký ngay khóa học V72, V71 nếu chưa đăng ký nha. Và đặc biệt các em phải đăng ký cái kênh phụ ngay đi. Kênh phụ toán thì luận nè. Đó, hiện tại có nhiều người đăng ký rồi. Lỡ kênh chính nó trục trặc thì các em vô đây ha. Chứ không thôi kênh chính trục trặc cái là thầy với trò mình là không có gặp nhau nữa đâu. Các em không được học thầy nữa ha. Rồi.